mình mà hôm mình một đề đấy chả cứ hà cả đam lại bài chả chẳng chăm mới bị dùng được hơi được ở đây nát thì dùng miền cả đam miền tận so miền sập rồi sao hay là sập đầm chả chắc chắn mọi người bị dùng chả khoan đồ một chả máu hay dùng một chân sập